thế này, một người nói 4 x 4 bằng 16, người kia nói là 4 x 4 phải bằng 17. Hai người cãi nhau không ai chịu thua ai, bèn lên quan xử. Và sau khi nghe câu chuyện thì quan phán thế này: cái thằng 4 x 4 bằng 17 được về, còn thằng 4 x 4 bằng 16 thì lôi ra đánh 50 gậy. Và sau khi bị đánh đủ 50 gậy thấm đòn rồi thì tên này vẫn ấm ức mà vào trình quan: vâng thưa quan, sao con trả lời đúng mà vẫn lại bị đánh đồi tàn như vậy? Vị quan trả lời thế này: mày biết đó là đúng mà mày còn đi cãi với thằng ngu thì đó là chân lý rồi. Cái tội của mày là đi tốn thời gian vào đứa khác và mất thời gian của tao nên bị đánh là phải. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội sẽ dạy cho nó. Mày có nói cỡ nào nó cũng không thể nào mà nghe đâu. Vâng, thế mới cái thành chuyện cười phải không? Nhưng mà đối với Thanh Liêm thì đây lại là một câu chuyện đầy ý nghĩa và cực kỳ triết lý. Đôi khi trong cuộc sống này ta dù có đúng cũng chẳng nên tranh cãi làm gì. Việc mà cố gắng tranh cãi với một ai đó về một vấn đề. Đó.